Pì nòng sương điếp, thân và bài bản bống sung mài cả bấu nhằng chay bày co chay xèo tàng hết kinh tời cáu, lè sọc lù xe phép bày muối phần, tò cùng vận bằng khảo sức sàng của tô cần lè chính. Tối biến tàng hết kinh số lai bống pì nòng dân tộc nội cần vận nhằng nội, phấn tờ cùng vì lai khao phép lính. Bày bơn sở này, bày thình máy tời mỡ mì lai, pì nòng cần dân bống sung đà, chắc đầy mưa bài thình sùng có phấn nội lồng sổ cần hết việc lai khẩn của cái. Văn này sườn ông Hoàng Văn Nghệ thay thư le che bắp màu mỡ. Số bản bống lung sủ Bình Tâm xã Thanh Long huyện Hà Quảng, le che đầy đon sầy nấy, tóc cón lèo giáo bì nọng lai cần mà băng tròi, thay thư lèo long thân lam tô vài thay trang kỳ văn trắng đầy. To màu bắp này, ông Hoàng Văn Nghệ đã sử đẩy máy xe thay thư, tan trang nâu nâng, thay thư cùng đạp bỏng. Anh này vàng cà sung này tham với tôi đầy. Tham với tôi đầy. Bà hết ít tôi đầy. Ít tôi đầy. Bố bà tài, chúng mà vài là bố liền, là bố mì khí lùng. Cá nóng à, cái thu ấy, cái thu ấy. Bố mì khí lùng này bóc bố kinh. Nên dân đai của tôi, năm kinh nó lên đảm đai bố kinh. Lấy liền trong bao vai thế nhân ốc và Thanh Long là xã quê nhất của huyện Hà Quảng, lang xì sòn căn, sổ sơn khỏ nhàng lai, tẩy lồng cần dân nhàng lai khó khăn, thu nhập của cần dân ái thuần tan bằng khảo xảy nà. Trang lì tỉ, việc áp dụng máy khảo hết kinh nhàng lai xỉu khuyết, vì bấu mì ngân chèn xe sử. Phấn là vì khao phe rung, khó khăn trang việc dùng máy. Thuần thầy mọi mòn là dùng lành cần và màu vài băng hưa, công lành bảnh óc chăn lai mà thu nhập tứ hết kinh tèo nội. Này cùng là mòn tái thân hết thử sườn khỏ trang xạ mì lai. Bài bơn ngoài này, han đầy mòn đây của việc ao bài máy khảo hết kinh, tài sung thu nhập, lai sườn sổ bục sung Thanh Long, đà sự máy thay thư xe tang thẻ màu vài. Sáu tâm tỷ lẻ khao pia, tâm xe chay bài co chay mì nội, vì bệnh việc ao bài máy khảo thay thư cùng lập lai khó khăn. Tò khỏ bộ sử là vần hết khéo tàng hết kinh cấu, lai mùng sườn đà lược bài thình máy sáy, và dì xe hạp sáu tông tỷ chết hí. Xe tỷ cùng táng chảo quay ngài xe ao bại máy khẩn đầy bài tỷ tâm táng căn. Dùng máy thay thư lè đỡ hơn và thay đáy lai hơn, hết việc cùng khoái hơn. Hay cả tính mọi nơi bay thay, dùng máy thay bì sáu dùng mò vài lè chăn khoái hơn lai. Vì dùng mò vài lè bấu thay thư đáy xoay, vì bấu tay đáy đét bông, mò vài lè tan thay thư đại quảng thân cấu giờ, hay cả dùng mò vài là lèo thốn công hơn, lèo thay khẩn bày nước thêm, lang tì trắng che bắp đậy. Nhằng dùng máy lè khoái hơn, máy thay thư khẩn tông bông là tan bày nâng lè che đầy ra. Tình bày bàn khâu lính, tì có này tan tình nghìn hen lọc mò, lọc vài, này này lè hen của ăn máy thay thư, xây sáu bài hen phối hen khua của pì nòng cần dân. Pì nòng số bốn lung này vẫn từ đỡ đầy khó hơn bữa cón, tời sồng đầy tài lung hơn. Tha nả bản còn và việc hết kinh đà mị bài truyền tối đây bời, tài văn tài tối biến bang hưa pì nòng đỡ đầy khó khăn hơn, lai pì sáu cón tỷ. Này là mòn hôn hỉ của pì nòng cần dân tộc nội cần số bốn lung. Mai cả nhằng bay lăng vì sáu bảy bốn đai, tỏ việc ao bạch tình máy mở khẩu xe hết kinh, thân lì lưu bỏm lè bài mòn cần xíu trang truyền tối tứ hết bằng sành cần, quá bạch tình máy của pì nọng cần dân số bốn khâu pia. Quá tì góp phấn tính sành công nghiệp hóa hiện đại hóa, số bốn sung bốn quy quạnh.